Ok, vậy đây chính là chiếc Mix 4 Và cái điểm mà anh em chip thủ cũng như là anh em game thủ như mình quan tâm nhất ý, Đấy chính là cái khả năng thực sự của con chip Snapdragon 888 cộng là như thế nào Và các bạn thấy ngay từ tiêu đề chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm và giải mã cái khả năng thực sự tiềm ẩn bên trong của con chip Snapdragon 888 cộng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Elab. Uh, ngày hôm nay mình quay trở lại với chiếc máy này thì uh, các bạn đều biết phải cảm ơn ai rồi đúng không thăng long mobile luôn luôn là một đơn vị rất nhanh mang đến cho bọn mình những cái mẫu máy gọi là siêu mới siêu flagship đến từ thị trường sách tay trung quốc các bạn quan tâm đến những sản phẩm như thế này đừng quên click vào đường link ở phía bên dưới chúng ta đến cả fanpage đến cả group của thăng long mobile uh, các bạn sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn uh, không chỉ là sau này mà còn uh, bây giờ nữa có rất nhiều mẫu máy bên cạnh cái chiếc mix 4 ở đây Ok, quay trở lại với chiếc Mix 4 thì cái vấn đề của con chip Snapdragon 888 cộng ở trên này ấy, nó là một con chip rất mới, thế nên ai cũng sẽ mong chờ một cái bài đánh giá thật là sâu, thật chi tiết về khả năng thực sự của nó. Nhưng vấn đề các bạn thấy rằng là nó khá là nóng và với những cái bài đánh giá nhanh của mình ngày hôm qua về khả năng gaming của nó ấy, thì các bạn cũng thấy rằng là Xiaomi đã chủ động bóp hiệu năng của nó. Để cho nó không bị gặp hiện tượng là quá nhiệt Và từ đó sẽ mang lại cho các bạn những cái quá trình gaming Quá trình sử dụng cơ bản nó tốt hơn Nó đỡ bị đột tử hoặc đỡ bị nóng máy Và sau khi mà mình có post cái bài này lên Một cái group của đối thủ của mình Đó là Vật Vờ Studio Thì rất là nhiều anh em có comment là Thế thì cho con 888 cộng vào đây làm cái gì Khi mà nó không được mắc siệu năng lên Và sau khi mình có nhận được một cái gợi ý Từ một Clone mang tên là Trần Vinh Ở trong group Vật Vờ Studio là Bên em bán quạt tản nhiệt số lượng lớn. <laughs> thì mình nghĩ rằng đây, mình có một chiếc quạt tản nhiệt ở đây. Đây là chiếc uh, DL05 các bạn nhá. Thì với cái bảo bối này, biết đâu đấy nó sẽ giảm được nhiệt của con 888 cộng này đi và nó mang đến cho chúng ta những khả năng gaming tốt hơn cũng như là giúp nó có thể uh, vực dậy được những cái khả năng tiềm ẩn bên trong của chính con 888 cộng thì sao? Và mình đã bắt đầu test với cái quạt tản nhiệt này dành cho các bạn. Với cái mặt của quạt tản nhiệt này thì khi các bạn mở lên nó sẽ loanh quanh ở đây là khoảng 15 độ C và nó sẽ giúp cho cái máy của bạn nó được uh, tản đi rất là nhiều. Nhưng mình cần phải lưu ý với các bạn là khi các bạn lắp cái quạt tản nhiệt này vào này thì nó sẽ có uh, hơi vấn đề một chút đấy là cái nút home của nó sẽ hơi thấp một chút thế nên là các bạn cũng không thể nào đẩy lên cao hơn nữa được. Và thêm vào đó nữa thì cái phần camera này nó cũng khá là to. Thế nên là dù các bạn có đẩy lên đi bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể nào dí được lên cái phần này là cái phần mà máy tỏa nhiệt ra nhiều nhất, phần cạnh trên và phần camera phía đây. Thế nên là các bạn sẽ phải chấp nhận là là nó sẽ không thể hoạt động 100% gọi là tản nhiệt toàn bộ cho cái phần lưng này được và chúng ta sẽ chỉ có thể tản từ cái phần dưới này trở đi thôi. Và trong quá trình mình test cũng như là trong quá trình mình chơi thì công nhận là phần máy trên này nó sẽ vẫn hơi nóng một chút nhưng tất nhiên là nó vẫn sẽ phát huy tác dụng hai phần đầu tiên mình có test cho các bạn đó chính là Antutu Benchmark và Geekbench thì với Antutu Benchmark khi mà mình có lắp cái quạt này lên thì công nhận là máy mát hơn nhiều và bởi vì thế nên là số điểm của nó từ 811.000 điểm cũng đã được nâng lên là 822.000 điểm và sự khác bọt là đến từ điểm CPU và điểm GPU à, mình không dừng lại ở đó mình tiếp tục test Geekbench thì với Geekbench đêm hôm qua mình có test được là cái số điểm single core của CPU là 855 điểm. Số điểm đa nhân sẽ là 3161 điểm. Tuy nhiên, khi mà mình lắp cái quạt tản nhiệt này vào thì số điểm nó sẽ tăng lên đáng kể với điểm đơn nhân lên đến 1167 điểm và điểm đa nhân lên đến là 3434 điểm. Có nghĩa là cái sự khác biệt nó đã được đẩy lên khá là cao. À, cái số điểm này nó cũng phản ánh được cái phần nào mà khi mà cái chiếc máy của bạn được giải tỏa về nhiệt độ thì nó sẽ mạnh hơn được là bao nhiêu nhưng nó không phải là tất cả và bởi vì thế mình đã quay trở lại với các bạn một tựa game đó là Genshin Impact Ok, anh quay trở lại với em rồi đây Các bạn có nhớ hôm qua không? Khi mà mình có test cái tựa game này thì nó chỉ loanh quanh ở khoảng 28,5 FPS mà thôi Và nó thường xuyên bị khóa FPS ở khoảng 30 24 thi thoảng lên được 40 Thì ngày hôm nay khi mà mình chơi cái tựa game này Mình lắp cái quạt tản nhiệt này vào Thì mọi thứ nó mát mẻ hơn rất là nhiều Các bạn sẽ thấy rằng là trong khoảng mấy phút ban đầu ấy Từ phút thứ nhất đến khoảng phút thứ hai thì nó dao uh, động khá là nhiều ở khoảng uh, 45 cho đến 60 fps và mình cứ nghĩ là mọi thứ đã quay trở lại tốt rồi thế nhưng mình đã nhầm và bởi vì sau phút thứ hai thì cpu của máy cũng đã báo là đã có một cái nhiệt độ nó nóng hơn đây các bạn nhìn ngay đây Ở cái phần biểu đồ CPU của chúng ta Ngay sau khoảng phút thứ hai thôi Nó đã lên là 45 độ C rồi Và sau khi máy đạt được cái cột mốc là 45 độ C Thì máy ngay lập tức bóp hiệu năng xuống Chỉ còn là maximum là 40 FPS mà thôi và toàn bộ quá trình sau đó thì lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống và nếu như các bạn gộp cái biểu đồ fps với cái biểu đồ nhiệt độ này thì các bạn sẽ thấy rằng mỗi khi nhiệt độ nó cắn cái mốc là 45 độ thì máy sẽ tự động luôn là bóp xuống là còn 40 FPS. Và trong những cái phần gaming cuối cùng khi mà cái quạt tản nhiệt này cũng đã có à, hoạt động hết công suất rồi, nó giải nhiệt cho cái chiếc máy này thì cũng đã đến lúc mà cái nhiệt độ của máy cũng đã được giải tỏa đi một chút. Và khi này cũng là lúc mà máy đã thả hiệu năng cho máy có thể lên được đến là hơn 50 fps và sau đó nó lại nóng lên lên 45 độ và lại giảm xuống và câu chuyện lại như thế lại lên lại giảm lại lên lại giảm và chúng ta thấy được một cái thuật toán của Xiaomi ở đây mình đã hiểu con chip này khi mà hoạt động với Xiaomi Mi Mix 4 là như thế nào rồi có nghĩa là mỗi khi đạt được một cái nhiệt độ nhất định mà nó cảm thấy rằng máy sẽ bị nóng khi mà đo vào phần mềm ấy ở trong CPU thì nó sẽ khóa cái FPS lại để cho máy không hoạt động quá mức khiến cho máy bị đột tử mình không biết là đây có phải cái nước đi thông minh hay không nhưng mà rõ ràng từ khi chúng ta có mấy cái trò test game này rồi đo fps này rồi có một cái tự game cực kỳ nặng như là Genshin impact những cái vấn đề liên quan đến máy quá nhiệt nó xảy ra thường xuyên <laughs> và những cái vấn đề liên quan đến gọi là máy đột tử rồi là con chip quá nóng các thứ các thứ nó cũng vì đó mà phát sinh ra nhiều hơn và mình tự tin rằng mình mình luôn nhá và anh em việt nam cũng là một trong những người đầu tiên mang những cái uh, cái trò test <laughs> kiểu mắc setting kiểu mắc fps các thứ hơi vô học một chút uh, lên cho với toàn thế giới để khiến cho họ phải thay đổi một cái ngành công nghiệp test game đến như vậy uh, thôi nổ to một xíu thôi uh, đừng ai nói gì mình nha mình xin lỗi rất là nhiều và quay trở lại vấn đề thì uh, các bạn đều hiểu rồi kể cả khi các bạn có lắp cái quạt tản nhiệt này vào đi chăng nữa thì uh, cái thuật toán của nó vẫn nói là đến một cái nhiệt độ nhất định nó sẽ bóp FPS để cho nó không nóng như mình vừa nói phía trên nha và nó lại sinh ra một cái điều đấy là chúng ta sẽ không bao giờ có thể sử dụng chiếc Mix 4 này để test được cái hiệu năng của con chip Snapdragon 888 cộng Đơn giản một điều là cái thuật toán nó như vậy rồi, làm sao chúng ta có thể thay đổi được. Ở đây không còn là cái rào cản về vật lý nữa, về phần cứng nữa mà nó đã là rào cản về cái phần mềm rồi, về cái thuật toán rồi thì không biết là trong tương lai có một cái bản ROM nào đấy có thể mở được cái thuật toán này ra hay không nhưng ở thời điểm hiện tại thì Mix 4 các bạn không thể nào dùng nó để test hiệu năng được đâu. Và cái điều này cũng nói lên một điều ấy, đấy là rõ ràng cái chiếc Xiaomi Mix 4 của chúng ta nó sinh ra với mục đích không phải là để gaming và Xiaomi cũng muốn nhấn mạnh điều này, thế nên là họ không bung sức ra ở trên chiếc máy này để khiến cho chúng ta quá mong chờ vào khả năng gaming của nó. Snapdragon 888 cộng nếu như mà các bạn à, sử dụng những cái phần mềm chấm điểm như là AutoTu Benchmark, GeekBench thì các bạn đều có thể thấy rằng nó mang lại những con số khá là cao, khá là ngon khi mà các bạn à, gắn cái quạt tản nhiệt vào. Nhưng mà với gaming chúng ta sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm được cái sự đỉnh cao của nó giống như là những chiếc gaming phone. OK, từ đây mình nói đến gaming phone thì các bạn hiểu ý rồi đúng không? Mình nghĩ rằng Snapdragon 888 cộng ở trên đây Xiaomi uh, uh, trang bị lên chắc chắn là bởi vì họ muốn cái sản phẩm của mình luôn luôn được uh, có một con chip đỉnh cao nhất và biết đâu sau này khi mà mọi thứ đã tối ưu rồi thì họ sẽ mở cái thuật toán này ra thì sao đúng không? Và thứ hai, nó cũng là lý do vì sao mà chúng ta phân biệt giữa những cái máy smartphone uh, flagship uh, phổ thông với những cái chiếc flagship uh, chỉ về gaming thôi, với những chiếc máy gaming. Thì nó sẽ có những cái hệ thống tản nhiệt Nó sẽ có những cái um, uh, phần mềm để boost riêng biệt Sẽ có những cái thuật toán để nó mở hết ra Không cho máy bị lock FPS nữa Và thêm vào đó nữa đây Kể cả cho các bạn có mua thêm cái quạt tản nhiệt này vào Các bạn cắm vào ấy Thì cái thiết kế của nó cũng không dành cho Cái việc là các bạn có thể cắm quạt tản nhiệt uh, Đây các bạn cũng không thể nào để lên cao trên này được Cái phần nóng nhất của nó Thì nó lại minh chứng rõ hơn một điều đó là Điện thoại smartphone cơ bản rất khó để có thể đánh bại được gaming smartphone trong khả năng gaming. Bởi vì nó đã có những cái phần tản nhiệt có sẵn ở bên trong rồi. Đặc biệt như là những um, Nubia Red Magic 6, Red Magic 6 Pro, rồi là Legion Phone Duo 2 các thứ. Hệ thống tản nhiệt đầy ở phần mặt lưng và khiến cho máy nó đỡ nóng hơn. Và đó là những chia sẻ của mình về con chip Snapdragon 888+, ở trên chiếc Mix 4. Rõ ràng đây là một con chip rất mạnh. Khi các bạn test số điểm ra thì điểm đúng là vô đối rồi. Thế thì... Um, chúng ta có thể dựa vào con này để đánh giá về Snapdragon 888 cộng hay không? Không ai biết. Và khi mà chúng ta biết thực sự cái sức mạnh tiềm tàng của 888 cộng cũng là lúc mà những chiếc máy gaming smartphone thế hệ mới nhất của năm sau sẽ được ra mắt. Nếu là các bạn, các bạn có suy nghĩ giống mình hay không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video lần sau.